Rồi, xin chào mọi người, đây là xe AB 2020 ha, phiên bản mới nhất nha, có ABS. Hiện giờ xe này nó đang bị lỗi đèn pha. Hiện giờ cái dây điều khiển map đèn pha từ ECM cấp ra nó bị mất ha. Đây là dây trắng sọc xanh từ IC đưa ra. IC nó đây. Đây là cái cụm ABS. ABS thì lát các anh em sẽ làm video về ABS sau. Thì hiện giờ do khách hàng người ta câu đèn ha, thì nó bị chạm chập nên nó bị chết cái chân điều khiển đèn. Nó sẽ đo tại dây này ha. Thì nó có giống như cái sơ đồ Vario hôm trước tôi đã hướng dẫn, thì điện nó sẽ chạy từ mắt sườn. Đây là dây GO nè, xanh cam về dây trắng xanh, tức là về cái dây này. Đó, thì cái điện áp hiệu điện thế của nó là khoảng 12V thì đèn nó mới sáng được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta đo ha. Nổ máy lên ta đo. Đó, thì điện áp lúc này của nó chỉ có 3V2 thôi anh, tức là ta đo từ mát bình ắc quy về dây trắng xanh. 3V2 là lúc này đèn sẽ không sáng ha. Rồi ta tắt đi. Thì để cứu được cái con IC này thì người ta thiết kế một cái bộ nguồn riêng của nó để cấp điện cho các cái đèn. Thì người ta sẽ tách cái mát ra ha, tức là tách cái gì xanh cam nè, đúng cái xe xanh cam là Vario. Còn cái thằng AB2020 thì mình mới in đây thì nó là dây xanh đỏ ha. Hệ thống đèn của nó 5 dây. Rồi dây đen với dây xanh đỏ này là đèn đờ mi. Đấy, còn dây xanh cam này, xanh đỏ này tiếp tục cấp cho cái đèn pha cốt bên đây ha. Đó, nó sẽ về IC là dây xanh trắng xanh, và dây trắng ở giữa là dây điều khiển pha cốt. Đây là hệ thống dây của nó đây. Nhớ nhìn lên đây anh sẽ thấy dễ hơn nè. Hai cái dây bên đây là dây nguồn của đèn đờ mi ha. Đấy. Ba dây bên đây là ba dây của đèn pha cốt. Vì vậy mình sẽ tách cái dây xanh đỏ này ra để cấp nguồn cho nó, và dây trắng xanh này cũng đưa về cái bội luôn để cấp nguồn ha. Còn cái dây trắng này sẽ đưa lên công tắc pha cốt nha anh. Đây là cái bộ để mình tạo nguồn mới thay vì mình phải thay ECM. Dây lúc này dây trắng xanh của IC mình bỏ ha, bỏ. Mình sẽ dùng ba cái dây này để đi vào cái bộ cấp nguồn. Thì bây giờ mình sẽ mở đèn lên để mà anh kiểm tra ha. Cái đèn đờ mi thì vẫn giữ như cũ nè. Đờ mi thì bật khóa lên là đèn sáng nè. Thì lúc này mình bật code nè ha. Mình đang bật code. À, bật pha. Đó, bật pha thì tất cả 6 bóng đều có sáng ha. Pha code đều sáng, bật code. Code thì pha tắt, nên code vẫn sáng nha mà. Thì xe này mình có thiết kế thêm cái công tắc tắt đèn. Tắt đèn luôn. Đó, thì coi như là tất cả đều tắt ha. Bật đèn lên. Đó, đèn code tắt ha. Đó, thì chúng ta sẽ thiết kế cái bộ nguồn riêng thay vì ta phải thay xem ha. Rồi, xin cảm ơn. Ô, đây là mấy anh em thợ ha, đang nghỉ trưa.